Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. À, trong video ngắn này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để chèn thêm quảng cáo vào video YouTube của bạn nhé. À, cái này gọi là chèn quảng cáo thủ công. Tại vì hôm trước thì có một số bạn hỏi về cái vấn đề quảng cáo của YouTube. Ấy. Tại sao là kênh của bạn thì chưa có tham gia cái chương trình kiếm tiền của YouTube mà YouTube thì vẫn có đặt quảng cáo trên video của bạn. À, thực ra này, cái chính sách này nó là cái chính sách mới của YouTube ấy họ mới công bố ấy. tức là tất cả các cái video mà bạn up lên YouTube ấy, thì bây giờ họ có quyền kiểu có quyền đặt quảng cáo cho vi trên video đấy quyền của người ta mà sân chơi nhà người ta đó là phải theo luật của người ta thế còn nếu như mà bạn mà tức là đã tham gia chương trình kiếm tiền của YouTube thì khi mà YouTube đặt quảng cáo trên video của bạn ấy thì bạn sẽ được nhận được tiền đấy là tiền từ YouTube trả cho bạn đó là gọi là doanh thu quảng cáo Thế còn nếu như ở kênh của bạn mà chưa tham gia à, chưa tham gia cái chương trình kiếm tiền tức là chưa đạt được 1.000 sắp này với 4.000 giờ xem trong vòng 12 tháng ấy thì các bạn sẽ không nhận được cái gì chẳng nhận được cái gì kiểu gì Anyway, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt quảng cáo thủ công thứ đặt quảng cáo thủ công ấy thì nó sẽ áp dụng với các cái video mà dài từ 8 phút trở lên nhé. Nếu như video của bạn mà dài từ 8 phút trở lên thì bạn sẽ có thêm một cái cơ hội là bạn có quyền tự đặt quảng cáo trên video của bạn. Thực ra thì cái việc tự đặt này thì nó cũng tương đối là nhạy cảm tại vì nhiều khi bạn đặt nhiều quá người xem người ta kiểu ghét người ta không muốn xem ấy thì tiền quảng cáo của bạn lại giảm xuống. À, đâm ra là bạn làm sao để đặt cho nó hợp lý nhé. Ok, ví dụ À, ở đây mình đăng nhập vào kênh YouTube của mình rồi nhé, xem mình sẽ vào mình đặt trên cái video mình mới mới làm ấy, mới làm hôm trước về YouTube, à, các bạn sẽ kích vào đây à, chọn này, sau đấy chọn kênh của bạn nhé, à, kênh của bạn, tại vì bạn có thể đi đến cái studio cũng được, không đắt. À, đây kênh của mình, à, mình sẽ tắt cái video này đi. Thế bạn đi đến cái studio cũng được nhưng mà mình nếu như bạn đã đăng nhập rồi ấy, thì bạn có thể kích vào cái video này, sau đấy bạn nhấn vào chỉnh sửa video nhé. Nếu mà chỉnh sửa video tức là bạn chọn cái video mà bạn cần phải đặt quảng cáo ấy đặt thêm quảng cáo chú ý là cái video này nó phải dài trên 8 phút nhé dưới 8 phút thì sẽ không đặt được đâu sau đó bạn ấn tiếp vào cái mục này gọi là mục kiếm tiền nhé cái video này mình chưa đặt tay mình để cho youtube nó tự đặt ấy. nhưng mà nó đặt có một hai cái thì mình sẽ không kiếm được nhiều tiền đấy à, đơn giản là mình phải đặt thêm bởi vì là youtube kênh việt nam này mình kiếm được rất là ít tiền quá chuẩn luôn À, ok, thế ở phần kiếm tiền này Sau khi bạn đã bật nó lên Thì bạn sẽ có mấy cái tùy chọn này nhé Các loại quảng cáo thử ra các loại quảng cáo này Thì bạn nên check tất cả nhé Tất cả những cái này Vị trí của quảng cáo cũng thế Loại quảng cáo và vị trí của quảng cáo Thì bạn check tất cả những cái nút này Trước video, trong video, sau video Sau đấy bạn nhấn vào nút này nhé Quản lý, quản lý quảng cáo giữa video Tức là với cái video này Video này là 13.15 phút này Thì bạn sẽ có thêm một cái này nữa Quản lý quảng cáo giữa video Bạn kích vào đây À, sau khi bạn kích vào đây thì bạn sẽ nhìn thấy đây là các cái điểm mà, mà YouTube nó tự đặt quảng cáo ở giữa video cho bạn nhé. Đây là điểm ở uh, phút 08:16 08, 16 và nó đặt thêm một điểm nữa ở cuối này. Tức là 12.53. Uh, ra mình thì mình nghĩ là thực ra thì các bạn xem YouTube ấy có khoảng 3 phút, ấy, 3 đến 3 đến 4 phút là các bạn nên nghỉ một tí. Tức là các bạn có thể đặt quảng cáo cứ cách khoảng tầm 4 phút là bạn đặt một cái ở đây mình sẽ đặt ở chỗ 3 phút này nhé bởi vì ở đầu thì nó có thể nó sẽ có một cái video ở đầu à, mình đặt cái cái này này cái gọi là cái kim thời gian ngay vị trí mà mình muốn đặt quảng cáo nhé xong mình nhấn vào nút này thêm uh, điểm chèn quảng cáo gọi là ad break ấn vào đây đấy, nó sẽ thêm cho bạn một cái à, sau ví dụ bạn có thể thêm vào chỗ ví dụ 6 phút này bạn cũng có thể thêm một cái này ở đây sau đấy mình có thể sửa cái này bằng cách mình kích vào đây mình di nó lên khoảng 9 phút này tức là 3 phút 6 phút 9 phút và 13 phút thì ở cái điểm 6 phút này mình cũng thêm một điểm chèn quảng cáo ok thì sau khi các bạn thêm rồi ấy, thì ở video của bạn tức là nếu như mà bạn xem ở trên video ở trên desktop ấy, tức là trên máy tính ấy, thì nó sẽ đến cái điểm đấy là nó sẽ hiện quảng cáo ra thôi thế còn nếu như mà các cái người xem ở trên di động ấy, thì nó sẽ hiện ra các cái dấu chấm màu vàng thời gian dấu chấm màu vàng đấy là điểm quảng cáo nhé Ok, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm bạn ấn vào đây, nhấn vào đây để tìm hiểu thêm. Tại vì khi mà bạn đặt tự động, tức là khi mà bạn để YouTube nó tự động đặt ấy thì nó sẽ tự đặt, đôi khi nó không hợp ý bạn. Thế còn nếu như mà bạn muốn tự đặt thủ công ấy thì bạn đặt thủ công nhưng mà nếu mà nó kiểu có một số chỗ nào đấy nó không phù hợp ấy thì YouTube nó cũng bỏ đi nó cũng không không hiện lên đâu. Đấy thì cái đấy là tùy YouTube. Ok, sau khi các bạn đặt xong các bạn sẽ nhấn vào đây tiếp tục. Để, tiếp tục nhé sau đó bạn về lại cái này bạn nhấn vào lưu đó, uh, lưu video lại tức là bây giờ mình đã có thêm mấy cái điểm uh, điểm quảng cáo ở giữa video của mình đây là cách thứ nhất nhé thế còn cách thứ hai thì các bạn có thể đi đến cái studio của bạn nhé bạn vẫn kích vào đây uh, bạn kích vào cái uh, youtube của bạn này sau đấy bạn uh, kích vào cái uh, kênh của bạn thôi mình kích vào đây studio nhé bạn có thể kích vào cái nút uh, nút bên phải này sau các bạn đi đến studio thì trong cái phần studio này thì bạn sẽ chỉnh vào đây cái phần kiếm tiền nhưng mà bạn kích vào cái nội dung trước nhé uh, bạn kích vào nội dung để bạn tìm những cái video mà nhiều người xem nhất ấy. ví dụ video ở đây uh, mình có thể kích vào đây là số lượt xem này Đó, mình kích vào đây video nào có nhiều lượt xem nhất mình kích vào số lượt xem này nó sẽ sắp xếp từ trên xuống dưới ví dụ video này chẳng hạn có 196.000 người xem bạn muốn chỉnh cái này hoặc bạn muốn thêm quảng cáo chẳng hạn à, bạn thích vào đây kiếm tiền này. nhưng mà cái video này thì ra mình cũng đặt nhiều cái quảng cáo ở giữa rồi đâm ra chắc mình không cần thiết đấy bạn kích vào tiếp là quảng quản lý quảng cáo giữa video đó, để ở đây này 1 2 3 4 5 6 7 8 đó, 8 cái quảng cáo à, 18 cái quảng cáo này mình xem xem cho bạn xem xem là mình kiếm được bao nhiêu tiền nhé à, số liệu phân tích của cái video này xem là kiếm được bao nhiêu tiền từ trước đến giờ À đây thu nhập doanh thu ước tính của bạn này từ khi xuất bản này à, kiếm được 118 à, đô la tức là khoảng tầm 2 triệu Đó, rất là đơn giản đúng không bây giờ bạn quay lại trở lại nội dung kênh ví dụ mình ví dụ thêm một video khác nhé tức là cái hai cái video này sẽ được nhiều người xem nhất này cách lấy nhạc không bật quyền này mình sẽ đặt thêm quảng cáo ở đây kích vào đây Tại vì cái này thì mình chưa can thiệp vào ấy. chứ còn cái video kia thì mình có can thiệp rồi mình sẽ kích vào quản lý quảng cáo giữa video đó, ở đây này nó đặt cho mình có một cái thôi Mà video của mình rõ 10 phút Bây giờ mình sẽ đặt thêm hai cái Kiếm thêm tiền, điểm chèn quảng cáo Đặt vào đây Đó, đặt ở chỗ giữa này Điểm chèn quảng cáo Giờ ấn tiếp tục Tại vì nhiều khi Youtube nó có cái thuật toán thông minh Để nó tìm ra cái điểm đặt quảng cáo ấy, Nhưng mà đôi khi nó cũng chả đúng Tại vì nó là máy mà à, Các bạn nhấn tiếp vào lưu video thế là xong rồi đấy đơn giản thôi đấy là cách để chèn thêm quảng cáo thủ công vào video YouTube của bạn để bạn có thể kiếm thêm tiền thêm, thêm tiền quảng cáo từ YouTube thứ ra kênh Việt Nam thì có khi nó cũng không phải là nhiều lắm nhưng mà nếu như mà bạn có một cái kênh nước ngoài ấy, thì bạn nên tối ưu cái việc này tại vì mình thường mình sẽ chăm chút để kiểu đặt quảng cáo được ở kênh nước ngoài nhiều hơn ấy. chứ còn cái kênh Việt Nam thì mình thôi mình kệ mình trả đặt À, tại vì nó chả kiếm được nhiều lắm ok cảm ơn các bạn đã xem video mình hy vọng là video này hữu ích với các bạn nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy thì các bạn có thể comment bên dưới mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo goodbye two thousand years later ờ ừ. hết video rồi sau mà mời các bạn vẫn còn xem ok các bạn xem đến cuối video thì chắc là các bạn rất là kiểu ủng hộ mình ấy À, tuần trước mà mình đi về hạ long vừa mới quay uh, cái cái clip ấy quay clip đi hạ long nhưng mà cái phần uh, tiếng này nó bị hỏng rồi chắc phải mua cái này mất khoảng triệu rưỡi triệu rưỡi cái adapter này cái mic adapter của cái gopro ấy tiết tiền thật à, tại vì nhà mình có kế hoạch không tới là mình sẽ đi uh, lăng cô đi huế À, không biết là các bạn có thích xem vlog nữa không nếu mà tức là vlog thì nó có hai dạng ấy một dạng là mình có thể trực nói trực tiếp luôn trong quá trình quay ấy thế còn cái dạng thứ hai là về nhà mình có thể lồng tiếng thì nếu như mà lồng tiếng thì mình cũng không cần phải mua cái mua lại cái cái để gắn mic này thế nhưng mà các bạn thì các bạn thích cái kiểu nào Tại vì kênh của mình thì chủ yếu về phần mềm thôi, về phimura các thứ thôi. Chứ còn làm vlog là chủ yếu mình cho các bạn xem cho vui thôi. Chứ còn mình cũng Uh, kiểu không không tập trung quá nhiều vào cái việc là phát triển về blog ấy uh, tuy nhiên là nếu như các bạn cảm thấy video uh, blog nó thú vị hoặc là các bạn thích xem mình đi đâu đi đâu ấy thì uh, các bạn có thể uh, comment bên dưới uh, nếu như mà muốn mình quay cái vlog uh, sắp tới thì mình sẽ quay để cho các bạn xem ok lần này hết phiên thật xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo goodbye